Thưa quý vị, không chỉ có năm nay mà trong gần 20 năm qua, thành phố Cần Thơ luôn đứng ở top đầu của cả nước về lĩnh vực thương mại dịch vụ. Và Cần Thơ trở thành trung tâm mua sắm và phân phối hàng hóa cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long và được duy trì phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ có giá trị lớn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm 2004, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Cần Thơ đạt khoảng 7.900 tỷ đồng thì đến nay đã tăng lên khoảng 32% so với trước. Điển hình như là ở tại siêu thị Go này thì bình quân mỗi ngày doanh số bán hàng cũng khoảng từ 3 đến 4 tỷ đồng. Đối với những ngày lễ Tết thì có thể tăng lên là khoảng 6 tỷ đồng một ngày. Khi vừa thành lập, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ của Cần Thơ là 7.923 tỷ đồng. Sau một thập kỷ, con số này tăng lên 35.313 tỷ đồng. Cho đến cuối năm 2022 là 116.907 tỷ đồng. Tăng khoảng 137% so với năm 2004. Chỉ duy nhất năm 2021 khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 mới bị tăng trưởng âm. Theo ước tính của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ thì dự kiến cuối năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ sẽ tăng lên khoảng 126.000 tỷ đồng. Nếu tính bình quân thì mỗi năm đều có mức tăng trưởng khoảng 18,32%. Đầu tiên là về doanh số, là quy mô nó đã tăng trưởng gần như là gì trên 50%, đó là về doanh số. Về quy mô về hàng hóa thì hiện tại là siêu thị Go Cần Thơ có trên 25.000 mặt hàng đang kinh doanh, trên về 170 nhân sự. Phía công ty khi mà đặt em tại đây thì ngay từ đầu đã nhờ công ty Nielsen là nghiên cứu thị trường của Anh, nghiên cứu về mật độ dân cư, tiềm năng kinh tế, vị trí địa lý và logistics các kiểu để họ đưa ra quyết định, bởi vì thành phố Cần Thơ là cái nơi mà sẽ phát triển mạnh mẽ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Về cái sức mua thì thành phố Cần Thơ chỉ là sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện nay các cái trung tâm thương mại có thể nói là thực hiện cái nghị quyết 45 và nghị quyết 59, từng bước thành phố Cần Thơ đã thể hiện vai trò trung tâm trong lĩnh vực thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố. Nếu như năm 2004, ở đồng bằng sông Cửu Long, duy nhất chỉ có siêu thị Co-opmart và siêu thị MM Mega Market được đặt tại Cần Thơ, thì hiện nay thành phố đã phát triển 12 siêu thị, 5 trung tâm thương mại, 162 cửa hàng tiện lợi và 109 chợ truyền thống. Đặc biệt, thành phố cũng quy tụ được hàng trăm nhà phân phối trong nước và nước ngoài tham gia thị trường. Nhờ đó đã cung cấp đa dạng các loại hàng hóa từ thiết yếu cho đến cao cấp với giá rẻ để hỗ trợ mở rộng hệ thống bán buôn cho toàn vùng đất chính rộng. Năm 2002 thì Sài Gòn Co-op đã mở cấp mắt đầu Cần Thơ là cấp mắt đầu tiên tại thành phố Cần Thơ, và mãi đến cuối năm 2016 thì mở đến cấp mắt Thốt Nốt, và đến cuối năm 2018 thì đã đưa cấp mắt Bình Thủy đã vào hoạt động và có 13 cấp mắt đã hoạt động tại thành phố Cần Thơ. Thì hàng chủ yếu của CTC là hàng thực phẩm và bách hóa, mà mặt hàng chủ lực đó là thịt gia súc và cá các loại. Và mỗi năm thì công ty chúng tôi đưa ra thị trường là khoảng từ 4.000 đến 4.300 tấn thịt gia súc và 2.500 cá các loại. Bên cạnh đó thì trong 20 năm qua về doanh số của hai mặt hàng này thì là tương đối là khoảng 1.000 tỷ. Khi mà đến đây mua thì mình thấy là mình có thể mua được những tất cả những cái hàng hóa mà mình cần, hầu như là nó cũng khá là đủ á. Và cái giá thì tương đối là mình thấy là giá là hợp lý. Đạt được thành tựu như hôm nay, đó chính là nhờ sự đầu tư đúng mức, đúng thời điểm để hạ tầng thương mại dịch vụ được phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đã tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ở ngay trên địa bàn. Qua đó giảm đáng kể chi phí sản xuất và giúp sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố thực hiện các chính sách đột phá về thương mại dịch vụ như là đầu tư hệ thống logistics đường bộ, hàng hải và xây dựng thành phố sân bay, kết hợp với logistics hàng không để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội ở địa phương.